cây lúa. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Nay hai lúa thì ra ngoài coi kha xô ở đây chạy ra đó chừng 2 phút rồi. Thì mời cô chú anh chị em và các bạn theo mình nhé. Bây giờ mình đi ra ngoài đó mình coi kha xô chút, mình quay cho cô chú anh chị em và các bạn xem. Và các bạn theo mình nhé. Hai lúa trồng được cái đây này làm ấy bông năm sau gãi nó có mấy trái cà, mấy cây ớt nó mới lên bông mà chắc không ăn không kịp quá, nhưng mấy cây ớt chảy quá. Bây giờ thôi mời cô chú anh chị em các bạn thì sẽ theo mình sẽ đi ra coi kha xô. Nursing home, chỗ mấy ba người già chăm sóc, mấy người già cho người ta ở đây. Dạ lúa có bắt cần này nha, mời cô chú anh chị em nhà các bạn theo mình nha. Mình quay sơ sơ cho cô chú anh chị em các bạn xem.
Hi. Beautiful. Sân này bự ghê luôn, múc bên kia luôn. Chiếc này chắc mới ạ. Chiếc này đời 2013. Độ lại đem ra trưng bày coi chơi vậy thôi. Đây chiếc này thấy cũng cua ha, đẹp ha. Chevrolet 1956. Đây, chiếc này, đổi chiếc này. Chiếc nhìn nó xấu quá đi. Wow. Cậu dữ rồi. Chơi cho cô chú anh chị em nha các bạn xem, nó dính nhẹ ra, nó bắt nhẹ nhiều quá. Gần bên đó có mấy xe đạp nó ngồi nó vô nhẹ, nó đưa lên YouTube luôn. Cái đuôi xe đẹp không? Wow.
I really don't care. I don't want to get acclimated anymore. 1957. Ôi, cái xe này nhìn cái đuôi nhìn đã rồi. Oh, beautiful. It's nice car. It's Chevrolet. Cái xe này nhìn bóng đẹp thôi. Thấy sao? Dọn luôn. Nó xem kia là thôi. Ồ, này kinh chậm lắm. Cái xe này là thôi, 1952. Xanh 1970. Ôi, chiếc của nó nhìn đẹp lắm. Máy móc làm trên dưới làm lại hết. 1972. Chiếc này khua, này chiếc này 160, Jeep này, wow, cái máy nè, wow, 1949. Này 1969 nhiều lắm, dài đằng kia lắm. 1964, 1964 luôn. Mọi nhà nữa. Ngày 1927. Ngày 1962. Làm mấy cái máy giờ nó đã không? Lắm xếp bên kia. Ở cái chiếc bên kia nó đẹp. Chưa vô. Wow. 1957. Xeo vào đây. Xeo vào đây. Đó.
quá đi. Quay không được. Vừa lại đó. Chiếc này 1946 Chevy. Dở cái hút của nó lên. Máy nằm trong này. Giận. Nhìn đẹp không? Chiếc bên này nè. Nhìn là 49. Có hai cái xe. How are you? Good. I told you we were down here. Your car? This is a friend of mine. Oh. One next to it's mine and the pickup right there. 1967. It's nice. Yeah, we spent a lot of time working on that car. I recall camera. That's how we work. I've known the guy that owns this since we were seven. We've done a lot of these little things together. You have two? Yeah, I've got this one and that pickup. Oh. Ông này ông mới vô một hàng mà nó ngỡ con xe này beautiful. Hai chiếc này nè. Hi, how are you? Yeah. Này chiếc chắc cũng chiếc này cũ rồi ha. Đây còn đây anh chị nữa. 1974. Oh, anh chị nữa. Anh chị gì đây không biết. Nhiều kiểu lắm à. Một chiếc này ngộ ngộ nhỏ xíu. 1932. Đây chiếc nữa. Con chiếc xe nhỏ làm kiểu vậy anh. Mercury. 1959. Còn chiếc Sport này chơi nha. Chiếc này chắc đời mới. Chiếc này mua trần nè. Convertible. Convertible. Chiếc này là số tài. Chiếc này 601. Chiếc này mạnh ghê đó. Chiếc Dodge này. Này là 2008 này. Sơn bóng đẹp ha. Này đợi ngày 1968. Chiếc này sơn nó sơn kỳ quá. Này, video của Hai Lúa tới đây kết thúc này cô chú anh chị em và các bạn. Hai Lúa quay cô chú cho cô chú anh chị em và các bạn xem chút. Bây giờ Hai Lúa chạy về nhà rồi. Hai Lúa hẹn video kế tiếp. Hai Lúa bye bye.